Dạ, thì hôm nay em xin nói về bài nonlinear regression, là cụ thể hơn là p của con là cụ thể hơn piecewise regression và splice. Dạ, Supply, supply. splice. Và cái đầu tiên thì em nói là piecewise regression, thì ở đây thì có nghĩa là nó sẽ chia ra từng phần, xong nó sẽ lấy hồi quy từng phần. Thì ở đây thì nó có thể là nó lấy từ 0 đến 5, 3 đến 5 đến 10, 10 tới 20 và 20 30, 30 đến 40 và 40 đến và lớn hơn 40. Thì ở đây thì nó bắt đầu là chia ra từng phần và giao điểm của từng và giao điểm của các phần này, và giao điểm của các phần này thì nó còn được gọi là các điểm ngắt. Thì để mà bài toán thực dụng bài bài toán có thể hữu dụng hơn á, thì người ta thì người ta sử dụng người ta sử dụng thêm một cái hàm là x trừ k cộng cho bằng bằng không nếu như x bé hơn k, hoặc là x trừ k nếu như x lớn hơn hoặc bằng k, thì nó sẽ cho được một cái thì cho nó sẽ cho được một đường len. Thì các cái đường này nó liên mạch với nhau và không bị ngắt quãng theo từng đoạn ạ. Dạ. Thì ở đây là phương trình đầu tiên, và khi mà đi và khi đi qua cái hàm này thì phương trình nó sẽ thay đổi. Dạ. Ngoài ra chúng ta có thể thay đổi theo theo từng phần, ngoài ra chúng ta có thể thay đổi theo từng từng phần. Thì ở đây là ví dụ đường thẳng, còn cái đấy là một cái hàm mũ cái hàm mũ 3, thì có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi cái hình dạng của từng 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 của đoạn của hồi quy tuyến tính từng của từng đoạn hồi quy tuyến khác nhau ạ. Thì đấy là ví dụ là đây các hàm cơ bản. Dạ, thì ở đây thì chỉ là một cái hàm một đấy là một cái đường thẳng, đấy là một cái ý sẽ bằng cái đường thẳng là sẽ đi qua theo một cái phương trình này ạ. Dạ, ở đây mọi người có đặt câu hỏi gì ạ? Tôi đặt câu hỏi trước. Làm sao mình biết k ở chặng như thế nào để mình chia nó ra? Thí dụ như giờ trong đây thì em chia nó ra là từ 0 tới 10, đúng không? Rồi từ 10 tới 20, rồi 20 đến 30. Thí dụ như đó em chia piecewise, đúng không? Đó regression thì em piecewise thì cái k em chia làm sao cho nó phù hợp. Đúng không? Đó, em chia theo kiểu gì, có nguyên tắc gì để mình chia cho nó một cách tự động hóa, hay là mình dựa trên kinh nghiệm mình chia hay sao em? Dạ, theo em đọc thì người ta toàn dựa theo đa phần em thấy là người ta dựa theo kinh nghiệm, còn có nghĩa là ở từng phần thì người ta cho thẳng của một con số cụ thể ở vào luôn cho em, hoặc là có thể em chưa tìm hiểu sâu. Rồi bây giờ cái ký hiệu dấu cộng ở dưới á, như vậy có ý nghĩa như thế nào em? Ví dụ như x trừ cho k đóng mở ngoặc ra dấu cộng là ý nghĩa làm sao em? Dạ, cái phần này em đọc cũng chưa hiểu, anh cũng định hỏi thêm thầy như cái phương trên này khi mà áp một thì em cũng chưa hiểu lắm. Dấu cộng đó là cận trên đó em. Dạ. Có nghĩa là cái x nó lớn hơn cái kia, nó cận trên, đúng không? Đó, tại cận dưới thì nó bằng không rồi ha, cận trên có nghĩa là mình chia 0 đến 10 chứ không có 0 cho tới trừ 10,
đúng không? Đó, mình cứ lấy lên cái phía trước của nó 0 cho tới 10, đúng không? Đó, rồi á hả, 10 rồi tới 20, đó là nó đi theo cái hướng từ trái qua phải, đúng không? Đó là dấu cộng. Còn nếu mà mình để cho có đi từ phải từ 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 phải qua trái thì mình để dấu trừ, được không em? Ha. Dạ. Ừ. Rồi có ai hỏi gì được không mọi người? Rồi ở trong đây tổng kết lại là cái baseline này á, thì có hai cái đúng không? Một cái là đường thẳng chia ra nhưng mà vẫn lấy cái hàm bậc nhất, đúng không? Là regression theo đường thẳng đó. Nhưng mà đồng thời mình cũng làm regression theo cái hàm đa thức, đúng không? Đa thức ở đây có nghĩa là có mũ đó, mũ 1, mũ 2, mũ 3, đúng không? Đó thì ở đây là đa thức rồi, đa thức có mũ ha, mình chia theo hai cái loại, mọi người nhìn thấy ở trong đây cũng rõ ràng rồi đúng không? Ở đây hàm đa thức là đa thức cái hàm mũ á, nó non linear á, là nó theo cái con x, chứ còn cái parameter của mình á là nó không có mũ nha. Tôi nói lại một lần nữa ha, mũ là nó mũ theo con x, chứ còn cái parameter của mình là con beta thì không có mũ, được không? Tại sao? Tại vì khi mà mốt mình lấy đạo hàm á thì cái đạo hàm của mình lại lấy theo cái con beta ha. Bởi vì khi có nhiều người không hiểu á, người ta cứ tưởng là nói sao linear regression mà lại ở trong đây là nó hàm mũ. Nó hàm mũ nhưng mà mình làm linear regression là mình lấy đạo hàm theo beta mà. Nhớ không? Nhớ mình học không? Đó. Bởi vậy là nó linear là nó linear theo cái parameter đó, theo cái con beta đó à, chứ không có ai nói nó linear theo con x đó, mọi người được không? Tại vì mình học ở trường mình quen ký hiệu là x với y thì mình nói đó là nó theo cái x với y, nhưng mà ở trong đây á, lúc mà mình lấy maximum likelihood là mình thấy lấy theo parameter mà, nhớ không? Bởi vì cái parameter nó không mũ là được, có nghĩa là parameter của mình đây là cái con beta đó. Hình dung ra được không? Cái này tôi nói rồi đúng không? Bây giờ ở đây tôi chỉ lặp lại một lần nữa thôi. Nè, đó. Nó linear của nó là nó linear theo cái parameter. Đó, parameter của mình đây là beta 1, beta 2, beta 3 đó. Nè, đó. Được chưa? Rồi, nhìn ở trong đây là mình thấy là có hai cái, đúng không? Một cái là linear và một cái là hàm đa thức là non linear ha. Nhưng mà cái regression của mình đã đều là linear regression hết á. Tại vì mình lấy linear regression thì theo cái con beta mà. Ha. Rồi, tiếp tục đi Hiếu. Có ai hỏi gì thì hỏi đi mọi người. Tôi hết rồi. Dạ, thì em xin tổng kết lại thì có nghĩa là cả piecewise regression thì nó còn có thể được gọi là thì nó gọi con có gọi có một cái tên gọi là Spicer regression và Segmental regression và dạ thì mà vị trí mà thay đổi thì nó được gọi là north và break point dạ dạ cảm thấy như vậy thì công ty một cái nữa là gọi một cái supply thì nó khác cái phần piece thì nó khác ở trong từng từng điểm mà giao từng 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 điểm mà nó sẽ khác với từng 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 điểm mà nó ngắt giữa các phần à. Thì cái phần mơ đi là chính là cái phần mà lúc đầu em trình bày là chính là pick wise con cái phần màu tố đậm hơn đi là chính là cả spine thì theo chúng ta thấy hơn thì cái spice journey thì nó sẽ liên mạch hơn và nó không bị thô hoặc là nó bị gấp khúc như cái pitwise thì
thì nó vẫn như cái đầu tiên, nhưng chúng ta bỏ đi một số bỏ bỏ đi một số biểu thức thì cái hàm nó sẽ trở nên liền mạch hơn ạ. Thì ở đây thì nó vẫn biểu thị được cái khả năng reaction ạ. Thì mọi người đã phân biệt giữa hai hai cái đó chưa? Tôi ok. Có ai Khoan, ổn cho khoan. ổn mà hiếm hiếm lại nó lại một lần nữa đâu, để cho nó chắc á khúc này. Thì hiểu quay trở lại thì ở đây là chính là cái pick white, thì trong cái tinh trong trong cái tinh đoạn mà giao điểm này ấy, thì nó sẽ có một cái điểm, thì qua cái nhắc đi thì nó sẽ thay đổi cái, có nghĩa là cái độ góc khúc của cái đường thẳng của cái đoạn thẳng này ấy, thì của cái đường này thì nó sẽ bị góc khúc lớn, còn bên cái mà còn bên cái là supervisor thì nó sẽ liền mạch đấy, thì nó sẽ không bị gấp khúc, có nghĩa là nó sẽ đi đi mượt hơn, mạnh hơn. Còn cái mà pick theo tôi nghĩ thì nó sẽ bị gấp khúc kiểu kiểu như này, còn bên cái supervisor thì nó sẽ thẳng và mượt hơn. À, vậy là nó làm mượt lại cái đường của mình ấy, nhưng mà nó mượt lại bằng cách nào ấy? Cái là nó làm sao nó làm mượt lại được á? Thì ở đây thì sẽ à, ở đây đấy. Thì ở đây là một cái hàm, đây đây một hàm cái hàm mơ mơ này là chỉ là cái là sẽ có thêm những cái biểu thức này đấy, rồi nó có thêm một biểu thức này, thì bằng cách là chúng ta bỏ đi một vài biểu thức trong trong cái mà tích gói ban đầu đó, thì nó sẽ tạo ra được một cái đường thẳng thì nó sẽ tạo ra một cái thì nó sẽ tạo ra một cái đường đường thẳng bước hơn, đó chính là supply. Thì cái này cũng ứng dụng nhiều trong cái mà hiểu hiểu như vậy, khoa ổn cho họ. Có nghĩa là cái supply nó sẽ làm nó là nó làm đưa ra một cái hàm, nó làm mượt khi mình đã nói được những cái điểm góc khúc rồi đúng không? Và cái supply nó sẽ nói lại những cái điểm đó và làm mượt hơn. Không, có nghĩa là nó sẽ bỏ đi tất cả có nghĩa là nó sẽ bỏ đi một phần của một cái biểu thức cũ, có nghĩa là nó nó bỏ đi một số những cái nó sẽ điểm mà làm một nó nằm ở trên cái gấp khúc đúng không? Nó bỏ những cái điểm nó đi rồi nó chỉ giữ những cái điểm mà làm cho cái đường mình nó mượt hơn. Đúng không? À, tôi hiểu gì đó. Ý là nó sẽ bỏ ra những cái điểm như là cái beta 4, beta 5, beta 16 và beta 17 nè. cảm ơn các bạn. Có người bắt đầu ổn chưa ạ? Cho chị hỏi cái Hiếu ơi, mình dựa vào cái tiêu chí nào để mình loại bỏ bớt mấy cái biểu thức beta vậy? Dạ, cái này thì em cũng chưa nắm rõ này, có nghĩa là người ta thì cái này là người ta tạo, có nghĩa là em nhìn thấy họ chỉ nói rằng là cái này khi mà chúng có một cái hàm trong có một cái packet thì nó người ta thì cái gọi là thì nó từ đưa ra cho mình cho mình, nên thì cái phần mà em vẫn chưa chưa hiểu được chính xác là cái phần nào, cái đoạn nào nên chúng ta nên bỏ. Nó bỏ chỗ nào thì bây giờ mình phải coi lại, em quay lên cái slide phía trước của em, nó rõ ràng người ta có nói nè cái hình nè, không phải cái hình vẽ ra đó. Cái hình đa thức người ta vẽ từng cái đó đây nè. Thì bây giờ nếu mà
nó là đường thẳng thì bây giờ mình có cần vậy không? Đúng không? Mình cần nó smooth mà. Đúng không? Thì mình giữ lại mấy chỗ nó smooth cho. Đúng không? Thì mọi người thấy là rõ ràng x bình là x mũ 3 nè thì nó smooth cho mình. Đúng không? Còn nếu mà mấy cái kia thì nó cái dạng của nó cứng ngắc à. Đúng không? Góc cạnh nè. Nhưng mà x trừ 20 nè, nó góc cạnh nè. X cũng góc cạnh nè, 1 cũng góc cạnh nè. Đúng không? Còn cái x trừ 40 thì mọi người thấy là nó cong lên chỗ số 40 đó. Đúng không? Bởi vì là mình dựa trên kiến thức này mà mình chọn, được không? Mình Góc cạnh là sao vậy? thì góc cạnh là nó không có smooth được á. Tức là nó sẽ không nối được, ví dụ như cái một nó không nối liên tiếp được với cái x kế bên thì mình sẽ bỏ nó đi á hả? Mục tiêu của mình là cái gì thì mình làm cái đó. Mục tiêu đây là nó muốn smooth đó, nó muốn Hà Nội nói đường cong uốn éo gì với mọi người quên rồi, mềm mại gì đó. Thì cái này muốn cho nó mềm mại thì mình bỏ mấy cái không mềm mại đi đó. Thí dụ như giờ ngay chỗ 20 nè, x trừ 20 cộng nè, nó đâu có mềm mại đâu, đúng không? Chỗ đó lấy đạo hàm không không được, nó đâu có mềm mại đó. Thì muốn mềm mại lấy đạo hàm được thì phải là x trừ 40 lấy mũ 3 lên chỗ đó thì mới mềm mại được. Ủa học đạo hàm gì không biết gì hết trời ơi. Dạ rồi, rồi rồi. Nhưng mà bây giờ em muốn mềm mại thì em phải chọn cái nào được, cái hàm nó cho em mềm mại thì em mềm mại được, đường cong mềm mại đó. Ủa chưa có đi ra Hà Nội đi đi Tàu ở đường cong mềm mại à? Đó thì bây giờ mọi người nhìn đi vô đi. Đó thấy thấy rõ ràng là x trừ 20 là nó chỗ đó số 20 đó, mọi người thấy là nó lấy đạo hàm đâu có được ngay chỗ số 20 đâu. Đúng không? Đó. Tại nó góc cạnh mà. Đó. Còn đây số 40 kìa, ngay chỗ mà x trừ 40 kìa, nó cong lên chỗ lấy đạo hàm được, nó mềm mại. Đúng không? Tại nó mũ 3. Đó. Rồi bây giờ xây xuống dưới đi coi người ta bỏ chỗ nào nè. Phải người ta bỏ x trừ 5 không? Tại sao chỗ đó nó không làm cho nó mềm mại? Đúng không? Đó. Còn x trừ 5 này cũng ở bình phương nên cũng chưa đủ mềm mại. Càng mũ càng cao thì nó càng mềm mại. Được chưa? Bởi người ta bỏ nó đi. Ok không? Được chưa? Được không? Mình. Dạ rồi ta. Ừ. Rồi. Thì cái đó mọi người tự, tôi không phải đâu, tôi nói thêm, mọi người nhìn thấy hình rồi đó. Đúng không? Kiến thức nhìn, bởi mình học data visualization để mình nhìn đó. Được chưa ha? Cái chỗ mà nếu mà mình chia ngay chỗ, thí dụ như cái điểm đó là cái nốt đó là nó ngay chỗ số 5 đúng không? Thì mọi người thấy rõ ràng là chỗ đó không có mềm mại nè. Đó, bây giờ mà mình muốn nó smooth qua giống vậy đó thì mình phải thêm cái mũ vào. Đúng không? Đó, thêm cái bậc mũ càng cao vào. Thường mũ 3, mũ 4 là những cái mềm mại đó mọi người. Ai mà học hồi xưa học lớp 12 học học vẽ thường xuyên sẽ hiểu được chuyện này ha. Đó. Chắc mọi người cái tuổi của mọi người thi toàn là trắc nghiệm không đúng không? Không có tự ngồi vẽ chứ hồi xưa tôi học đó là tôi phải làm khảo sát hàm số phải tự vẽ đó mọi người. Đó, phải ngồi vẽ bằng tay hồi xưa học vậy đó. Không biết trường hồi xưa lúc cái thời của em là để thi trắc nghiệm chưa trường hả? Chưa thầy, vẫn thi tự luận môn Ừ. Thì phải vận hồi vẽ đúng không? Khảo sát hàm số đó thì ai mà vẽ nhiều sẽ thấy được là hàm bậc 3, bậc 4 là bậc 2 cũng mềm mại nhưng mà không không bằng. Có nghĩa là bậc 3, bậc 4 là nó mềm mại qua nhiều đường luôn á, chứ không phải chỉ có chính giữa một cái đâu. Rồi, tiếp tục đi Hiếu. toán. Dạ, thì em xin chuyển qua phần cột ạ. Thì thiếu tiếng, tiếng hỏi tiếng. Hiếu, cảm ơn Hiếu. Hồi nãy thầy có nói là mình cái mục tiêu của cái spline này là spline là mình đạo hàm theo beta, nhưng mà ở đây thấy là cái slide của Hiếu để là mình đang đạo hàm theo x đó, thì cái chỗ này là nó ý là muốn là đạo hàm để giữ lại cái beta hay chính xác là đạo hàm theo beta gì Hiếu? Thì
Cái này á, là người ta muốn vẽ cái hình đó, còn cái của mình á, mình lấy đạo hàm ở trong kia á, là mình muốn tìm cái beta, được không em? Mình muốn, có nghĩa là ở đây người ta muốn coi coi thử là cái hàm này nó sẽ như thế nào, ngay chỗ đó nó có trơn hay không. Đạo hàm thì để cho mình thấy được là chỗ đó có trơn hay không ha. Đó thì ở đây người ta muốn cho mình thấy được là nếu mà người ta lấy đạo hàm bậc hai thì nó vẫn trơn, ví dụ như vậy đó. Còn cái chuyện mà bữa trước mình học á, là mình muốn tìm cái maximum likelihood, đúng không? Mình muốn tìm cái giá trị beta là bằng bao nhiêu, nó À, khác. dạ Ừ. cái này người ta đạo hàm này để người ta visualize lên cho mình coi đó đúng không Đúng thầy? rồi, Mục tiêu người của ta đó. muốn cho mình thấy nó trơn hay không trơn đó mọi người, được không? Dạ Ừ. được, Giống như cảm ơn. chẳng hạn như giờ y bằng ax cộng b đi, nếu mình lấy đạo hàm bậc 1 thì mình còn có là y phẩy thì bằng là a thôi, đúng không? Nhưng lấy đạo hàm bậc 2 nó bằng không rồi là mình biết chỗ đó là nó không trơn rồi, đúng không? Đó, nó không có smooth rồi. Còn cái này toán học bình thường thường dân mà, đúng không? Lớp 12 là mình đã học rồi. Rồi. Dạ, em cảm ơn thầy, cảm ơn Thiên, cảm ơn chị Lý. Tiếp tục đi em. Dạ, thì quá phần xin quá phần cột ạ. Thì em xin phần nhờ Thiên chạy cái phần phần tích của anh nữa. Thiên ơi. Ơi, tôi tí tôi xem màn hình nha. Okay. Thầy với các bạn có thấy cái màn anh chị có thấy cái màn hình của em chưa? Rồi, thấy rồi em. Dạ. Để tôi cài cái thư viện này cái nha Hiếu. À, ok, cái này cái nhanh rồi. À, cái trái sách nữa là cái trái sách nữa là cái cục đầu cái cục đầu tiên là chính là cái cục tuổi con tự con cái cục thứ ba là chính là cái cục nghĩa là cái độ theo hiểu tiếng Việt thì là độ dày độ độ là chỉ là độ dài được bởi dì giá anh dì giá của 6 phân tay tiếng gọi chấm hỏi cái phần data ấy. Cái đó theo hiểu biết thì nó là chính là cái phần phía sau cái phần đồ dây 6 phân bắp tay phải theo hiểu tìm hiểu là vậy. Cái này trường sở trường của trường nhà trường em giải thích chút xíu về cái hai cái biến này được không trường? Trường là chuyên về giải phẫu bệnh về cơ đó mọi người. Đó. Trường ơi,
em giúp được không em? Để em đọc đấy. Ừ. Tiên ơi, em lên đầu luôn Tiên ơi. Dạ, thì em thấy chưa? Cái này giống như là nó đo độ dày của skin fold, là nó giống như là đo độ dày của cái da ở cái vùng cơ phía sau cánh tay mình nè. Thì cái tuổi thì là cái tuổi của người tham gia, còn cái tricep 3 là cái độ dày, còn cái intracept thì nó kêu là lóc cái độ dày đó thôi. Dạ. Này, cái này em chưa biết mục tiêu của nó để làm cái gì. Cái tricep này là cái cơ cơ ba đầu đúng không anh? Đúng rồi, cơ cơ tam đầu phía sau cánh tay á. Dạ. Ừ. Dạ, để em visualize thử. Nhưng mà không biết cái mục tiêu của nghiên cứu này để làm gì, mình chỉ biết được cái anh này thôi. Nó sẽ tạo ra thì nó sẽ cho chúng ta một cái bảng scatter plot đó. Thì ở dưới là chính là cái độ tuổi, còn cái phần cũng ý là chính là cái độ dày của cái trái sắt nữa. Dạ, thì chúng ta đi tìm cái regression bằng cái tích tích quái regression nữa. Đó, cái độ dày là nó đo như thế này đó, phía sau cái cơ cánh tay của mình đó, độ dày của cái da. Dạ. Dạ, đây nó chỉ là cái đây chỉ là một cái hình pick của ai. Dạ. Thì nó sẽ phân thành nhiều cụm khác nhau, thì nó có nghĩa là từ 0 đến 5 và từ 5 đến 10, 10 tới 20. Dạ. Thì nó sẽ có trong cái phân cột cụ thể, tiến ra qua phân cột. Tự nhiên cái tuổi thứ ở 10 tuổi cái nó cái độ dày da nó giảm xuống hả? Cái độ dày da của cái skin for tricep này nó thể hiện cái giống như là thể hiện cái tổng cái lượng mỡ trong cơ thể, nó cũng gián tiếp thể hiện tổng cái lượng mỡ trong cơ thể. Dạ. Dạ, thì đây nó sẽ nổi, nó sẽ sử dụng và nó cho cái điểm không bị nó không bị ngắt nữa, nó trở thành một cái đường thẳng giữa sân. À, Hiếu ơi, cái chỗ y này là sao vậy Hiếu? Cái ý ở thì hiểu hiểu cái thằng nghiên hiểu còn có chạy thử, nhưng mà đó là thì kết quả mà sau khi summarize lại thì cũng không thấy gì hiểu mình có. Khi trả lại cái cột này, cái ý đó. À, sao hết?
Mình thiên thiên thử trả lại cái phân ý ở để có thử. Không, tìm nghĩ là thêm thêm chữ trái xét nữa. Xem. À, cái y này ý là cái y này là một cái function khác chứ không phải là một cái biến nó đúng không? Đúng 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 cái nó sẽ cho ra mình một cái như là một cái cơ sở một cái mã trần mới phải không phải là mã trần nó sẽ cho mình một cái số mới. Ok hiểu. Cái phần y là hiểu chưa giải thích được rồi. Ở đây là mình lấy tuổi cái biến x của mình mũ 2 lên đúng không? Toàn bộ. Đúng đúng rồi. Thì ở đây đã chỉ là một cái ham ham tích ham ham mũ 2. Rồi, con phân dưới thì thiếu thiếu chèn nổi luôn này. Cái Ok. phân thiên thiên dùng cái bé này cái phần sân bé cái phần sân bé này thì nó tạo ra cho một cái mình một cái mã trần nó sẽ tạo ra mình cho mình một cái mã trần mới bấm một mã trần cơ sở mới phải. Ok hiểu. Con cái nơi ấy thì nó vẫn tương tự như phải như bên cái chỗ bé thì cả bên này thì nó sẽ bị ảnh hưởng từ phần đầu hoặc là phần cuối của dữ liệu thì tiến tại tiếp theo đấy. À, cái màu đỏ là của NS, còn cái màu xanh là của BS. Thì bên cạnh màu đỏ thì nó sẽ mượt hơn, nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ bị ảnh hưởng ở phần đầu và phần cuối. Ok, cảm ơn Hiếu. Dạ, thấy thấy có nói thêm gì phần này nữa không? Không có nói thêm gì hết, chỉ có nhấn lại cái chỗ mà cái chỗ y á, trong cái formula thì ít bao giờ mình thấy cái đó đúng không? Thì thật chất là chữ y này á, là cái chữ insulator đó mọi người. Đó. Nó giống như là thí dụ như giờ mình muốn làm cái a bình phương lên đúng không? Mà mình cộng vô cái a bình phương lên đó thì cái dấu ớ á, trong cái này nó có một cái ý nghĩa khác, trong cái formula nó có một cái ý nghĩa khác đó, nó sẽ hiểu sai đó. Bởi vậy là mình để cái y y là một cái insulator, có nghĩa là hay là một cái isolate để cho ở trong đó nó làm mình cái công thức gì đó mà mình muốn, chỉ có vậy thôi được không ha. Đó thì nhớ chữ y vậy là được ha. Đó rồi, thì thay vì mình để tuổi x ở đây thì cộng cho x bình phương đúng không, thì viết công thức bình thường thì được đó, nó sẽ tính toán được
nhưng mà bỏ vô trong cái regression formula cái LM đằng trước á thì nó sẽ không có hiểu đó. Bởi vì để cho nó hiểu thì mình có cái y vào, ok không, được không mọi người? À, chỉ có vậy thôi. Thì đây thì Hiếu cũng minh họa cho mọi người thấy là một cái speechwise regression, đúng không? Mình chia nó ra hoặc là mình sử dụng cái bisplice, đúng không? Thì cái bisplice nó sẽ smooth hơn cho mình, đúng không? Và có nhiều cách smooth khác nhau, mình thay đổi parameter thì nó sẽ smooth nhiều, smooth ít như thế nào, đúng không? Đó. Thì cái này nó mang tính chất là engineering lắm, đúng không? Đó. Nó mang tính kỹ thuật nhiều hơn so với toán học. Thì mình hiểu cái công thức toán vậy, đúng không? Còn mình muốn mà nó uốn cong như thế nào thì mình phải ngồi mình tự, nhưng mà nó sẽ overfitting đó mọi người, mình đã học rồi, đúng không? Cái mình càng fit vô data nó càng tốt thì cái này trong cái training nó fit tốt thôi, chứ còn mà qua cái testing thì nó đâu có vậy, đúng không? Đó, bởi vậy là cái gì cũng có cái giá của nó hết ha. Đó, thì tôi ví dụ như mai mốt mình làm những cái data đặc biệt là về tuổi tác nè, đúng không, hoặc là giới tính nè, đúng không, trong một cái gì đó, thí dụ như là giới tính nữ thì nó sẽ có một cái gì đó nó khác so với nam, đúng không, trong một cái bệnh nào đó, ví dụ vậy, đúng không, hoặc là chủng tộc, ví dụ vậy đó ha. Ở đây thì mình làm regression, tôi mới nói cái đó là những cái ví dụ mà làm cái classification. Thí dụ có những cái như là cái gì, thí dụ như cái chỗ mà cái đường biên giới giữa cái việc cao huyết áp với lại không cao huyết áp đó, thì mình có hai cái chỉ số, đúng không? Bây giờ mình nói một chỉ số thôi đó, thí dụ như tôi không nhớ nó là bao nhiêu về trường, cái ngưỡng của mình đo đó em, cái con số đó có hai huyết áp tâm, áp tâm thu là 140, tâm trường là trên 90. Thì thí dụ như tôi nói một cái thôi, đúng không? Đó, thì thí dụ như trên 140, đúng không? Đó, thì nó sẽ khác, và dưới 140 nó sẽ khác. Có gì đó, ý mưu là cái việc mà chơi 140 rồi thì cái sự thay đổi của nó sẽ, nó không có nhiều. Đó, còn cái việc mà dưới đó thì nó sẽ thay đổi vùng vụt luôn mọi người. Ha? Đó, tại cái ngưỡng đó, cái ngưỡng, trong cái ngưỡng mà gây bệnh mà, đúng không? Bệnh hay không bệnh mà, đúng không? Đó, thì người ta cũng chia những cái kinh nghiệm đó, người ta biết được, người ta chia ra, người ta làm regression khác nhau. Tại vì một cái nó sẽ đi theo cái đường hàm mũ, đúng không? Còn cái kia thì nó đi tăng theo tuyến tính thôi. Đó, bởi cũng phải chia ra để làm cái regression thì nó mới trúng, đúng không? Tại vì tại cái ngưỡng đó thì nó sẽ, sau khi những người đã bệnh rồi thì hầu như là nó sẽ thay đổi rất là ít mọi người. Có thay đổi nhưng mà nó không, nó tăng tuyến tính thôi. Đó. Còn cái ngưỡng mà nó dưới cái đó đó hoặc là dưới thấp lên thì nó sẽ tăng rất nhiều. Đó. Bởi vậy là người ta phải chia ra ha. Và trong cuộc sống mình lúc nào cũng vậy mọi người. Đó. Thí dụ như là ở trong lớp của mình, đúng không? Những cái đứa mà điểm trung bình khá đó nó rất là nhiều. Đó. Còn cái việc mà một cái người nào mà đã 9,5 mà leo lên 9,6 á thì nó cả một cái gì đó dữ dội lắm mọi người. Mọi người hình dung như được không? Có nghĩa là điểm trung bình của mình tất cả các môn á, mà 9 điểm rưỡi đó mà lên được 9.6 thì nó sẽ là cả một cái kỳ công gấp đôi so với lại một cái người mà 6 điểm lên 7 điểm rưỡi. Mọi người hình dung như được không? Ha? Đó, hai cái đó mặc dù là cái điểm nó đều khoảng cách giữa điểm 7 điểm rưỡi với lại 6 điểm thì có 1 điểm rưỡi lận. Còn cái 9.5, 9.6 thì chỉ có 0.1 thôi. Nhưng mà để mà bỏ ra công suất thì rất là nhiều, đúng không? Bởi vậy là cái phần phía trên đó mình phải chia ra cái ngưỡng, đúng không? Cái ngưỡng mà cái việc mà học sinh giỏi mà nó cao điểm hơn đó, bản thân của nó hoặc cao điểm hơn mấy đứa kia đó, thì mình phải chia ra mình tính. Chứ còn giờ mình tính cùng một hàm đó, nó không mô tả được cái đó. Hình dung như được không? Thì cũng giống như cái chuyện làm cái bisquai hoặc là cái bisplice này của mình. À, mình phải chia ngưỡng ra. Đó. Tới đây hình dung được cái bài toán này của mình không mọi người? Dạ, em nắm được cái main idea thầy. Ừ. Thì dĩ nhiên ở đây cái phần toán ở trong làm sao để làm được thì
mình đã học cái thuật toán nào để giúp cho mình có thể estimate được cái đường nó vậy em? Em nhớ không Xuân? Mình học thuật toán nào? Thuật toán trước giờ hay là trong bài này này? Thuật toán về phía trước mình học á, em nói thuật toán nào cũng được á, nhớ thuật toán nào nói cái đó đi. Làm sao mình có thể estimate được bất cứ cái hàm nào khi mà có data? Mình học Không có nhớ. hai thuật toán à. Có ai nhớ không mọi người? Trời đất ơi, cái đó tôi dạy 4 5 lần luôn đó mọi người. Cái thuật toán gradient descent mọi người cũng thấy được rồi, bất kỳ cái hàm nào á có data là mình có thể estimate được cái hàm của nó liền. Đó. Đúng không? Cái gradient descent đó mình sẽ estimate được mấy cái parameter phía trước của nó. Đó, cỡ nào mình làm cũng được với mọi người. Phải không? Học rồi mà. Đúng không? Có nghĩa là bây giờ bữa kia tôi có thử thử estimate cho mọi người xem rồi đúng không? Đó, một cái hàm bất kỳ hàm nào mình muốn estimate nó là mình cứ bỏ nó vào thôi. Cứ làm gradient descent nó có nó chưa có cái giá trị gì mình cứ initialize đại rồi xong xuôi cuối cùng là mình cũng estimate được mấy cái parameter của nó để mình được một cái hàm giống như là cái data cỡ nào nó cũng làm được với mọi người. Thiệt mà. Ổng tin thì thử đi. Ha. Thì thật chất ra là tất tần tật mấy cái này đều sử dụng cái gradient descent hết luôn á, thuật toán ở trong. Nó estimate cái beta beta 1, beta 2, beta 3. Nếu có cái hàm đó rồi, xong xuôi rồi nó sẽ tự estimate mấy cái coefficient ở đó bằng cái gradient descent. Chỉ có vậy thôi à, chứ đâu có làm gì cao siêu đâu. Còn nếu mà mình giải trực tiếp nó luôn bằng cái linear algebra, nhưng mà ở trong đây thì cái linear algebra thì nó là đường thẳng mà. Đúng không? Nó là tổ hợp tuyến tính mà. Đúng không? Tổ hợp tuyến tính thì chỉ có cái dấu cộng, đúng không? Là mà dấu cộng thì nó sẽ ra đường thẳng đó, mọi người. Đó. Thì tổ hợp tuyến tính đúng không? Đó trong cái linear algebra thì bữa kia mình đã học rồi đúng không? Cái pseudo invert đó mình giải trực tiếp. Nhưng mà cái này thì giải trực tiếp cũng được. Đó để tìm tìm coefficient, nhưng mà nó sẽ không hiệu quả bằng cái gradient descent đâu. Ha. Đó. Được không? Hình dung như được không mọi người? Chắc quên bài hết trơn rồi. Giáo sư Thiên đi dự giờ bữa nay thấy làm sao? Có nhớ bài dự giờ cũ không giáo sư Thiên? Có dự giờ gì đâu thầy, em vô em học rồi thầy. còn còn nãy thầy nói hai phương pháp, là một cái là gradient descent chứ còn cái còn lại là cái least square đúng không thầy? Cái square, giải bài toán split square thì người ta sử dụng hai cái, một cái gradient descent, một cái là pseudo invert. Chắc học xong trả cho tôi hết rồi, đâu có ôn bài, đâu có học bài, đâu có gì đâu, bởi vậy tôi cũng không biết làm sao.